Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn nha. Đây, bữa giờ dụng cụ du lịch lên cho mấy anh chị các bạn một số mẫu ống ngắm không à. À, hôm nay lên cho mấy anh chị các bạn một cái mẫu gọi là ống nhòm hai mắt bút neo 10x42 nha mấy anh chị các bạn. Đó, cho mấy anh chị các bạn đi du lịch ngắm cảnh đồ này kia cuối năm nha. Anh chị các bạn đi săn ong rồi tìm lan rừng đồ này kia cũng có thể sử dụng luôn nha. Giá thành thì hợp lý thôi. À, nhưng mà độ nét nó ngang ngửa những cái mẫu gọi là 4-5 triệu nha mấy chị các bạn. Đây, anh chị các bạn nào cần tư vấn thì cứ gọi số này nha. À, 0817884482 nha mấy chị các bạn. Đây, bút neo 10x42 hộp nè mấy chị các bạn, hộp xanh nè, đó. Đây nha. Rồi, túi nè mấy chị các bạn, à, hộp có túi rồi đầy đủ mình mở cho mấy chị các bạn coi nè. Cái này cái bọc mình lấy ra hết rồi. Nha mấy chị các bạn. Đây nha. Bút neo 10x42 nè mấy chị các bạn. Đó. À. Nắp đậy nè, mở ra luôn. Nha. Đó. À, túi nè mấy chị các bạn, bên trong khăn lau, dây đeo đầy đủ hết nha. Đó. Khăn lau, dây đeo nè, đó. Nguyên hộp full phụ kiện cho mấy chị các bạn luôn nha. Đây. Bút neo 10x42 nha mấy chị các bạn. À, thiết kế màu xanh quân đội luôn. À, anh chị các bạn nào đi săn ong rồi đi bẫy cu rồi này kia cũng có thể sử dụng nha. Đây. Đó. Nhỏ gọn, ok. Độ nét tốt nha mấy chị các bạn. Để xe đó không chạy đâu. Đây nha mấy chị các bạn. À, bây giờ mình đưa lên nhìn thử một cái nha. Coi thử cái độ nét như thế nào nha mấy anh chị các bạn. Đây nha. Đó. Đây bây giờ đưa vô ống kính cho mấy anh chị các bạn nhìn thử bông sòi ngoài kia nha, thấy rõ chi tiết luôn. Đây nha mấy anh chị các bạn. Đó, nét chưa? Quá sướng luôn. Nét cực kỳ luôn nha mấy anh chị các bạn. Đây. Cầm lại về cho mấy anh chị các bạn dễ coi nè. Đó. Ok chưa? À, quá đã luôn. Nét cực kỳ luôn nha mấy anh chị các bạn. À, nhìn xa hơn nè mấy anh chị các bạn nha. Đó. Đây. Tùy khoảng cách mình nhìn nha mấy anh chị các bạn, mình nhìn càng xa thì mình phải chỉnh cái tiêu cự của nó nha. Chứ không phải ống nhòm mình nhìn chỗ thôi đâu, nè nhìn bên kia lá cây nha, bên kia nha mấy anh chị các bạn. Đó. Lấy nét lại là ok thôi. Đó, do cái tay mình hơi rung nha mấy anh chị các bạn, lấy nét hơi khó nha. Thực ra là mình nhìn bên ngoài nè, nó thấy gì hết luôn mấy anh chị các bạn nha. Nhìn bằng mắt thường thì đây qua đó khoảng tầm 100 mét. À, 100 mét mà mình nhìn qua ống nhòm này mình chỉ hoàn nhìn thấy nó sát bên luôn. Đâu rồi? Đây đây đây. Cho mình chỉ các bạn coi nè. Đó. 100 mét dường như ở trước mắt luôn nha mình chỉ các bạn. À. Đây. Ok nha mấy anh chị các bạn. Đó, dọc cuối này khó lấy nét quá. À, rồi anh chị các bạn nào thấy cái mẫu này vừa mắt thì cứ gọi ha. Shop sẽ báo giá tốt cho mấy anh chị các bạn cũng như là giao hàng cho mấy anh chị các bạn trong thời gian sớm nhất để mấy anh chị các bạn có cái sử dụng nha. Trước kia thì shop mình bán cái mẫu màu gamo, màu quân đội mấy anh chị các bạn, màu rằn ri á. Anh chị các bạn bên gọi là Quảng Nam, Quảng Ninh rồi đi săn ong mua rất là nhiều, bên Sơn La, Lào Cai rồi này kia ha. Hôm nay có cái màu này. À, bút neo 10x42 hiện giờ bên đây có 3 màu là màu gamo, là màu xanh quân đội á, với màu xanh này. À, màu rằn ri, màu xanh này, màu xanh lính này với lại màu đen nha mấy chị các bạn.
Anh chị và bạn nào cần thì cứ gọi số này nha. Rồi, anh chị và bạn hãy like và đăng ký kênh để tham khảo nhiều clip của shop nha mấy anh chị và bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha.